anh chị có cái chiếc xe ô tô và 5 tháng anh chị cũng đi bảo dưỡng, hay là máy móc gì đấy trong gia đình, rất đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng đi bảo dưỡng để nó chạy tốt hơn. Và đương nhiên nếu bạn không bảo dưỡng thì nó hỏng. Nhưng mối quan hệ bạn có bảo dưỡng nó không? Thậm chí bạn còn làm cho nó tồi hơn. Lúc mà mình yêu, mới yêu, bảo dưỡng nhiều lắm, trang bị cho mình mọi thứ cần thiết luôn, sạch sẽ, thơm tho, rồi hôm nay có cái thứ gì mới không, và nói những lời yêu thương. Và rồi nếu mà muộn 5 phút kiên nhẫn hơn, muộn 15 phút kiên nhẫn hơn. Nhưng rồi khi lấy được nhau, có nhau rồi, bạn bắt đầu buông thả mình nhiều hơn, ăn mặc có khi lôi thôi hơn, tạm bợ hơn. Thậm chí là có những chị vợ còn mặc cả quần đùi của chồng đi ngủ, mặc áo ba lỗ, bảo như thế cho mát, cho rộng. Thế thì khác gì là nhà có 2 người đàn ông. Rồi có những người còn không có đánh răng cơ, bởi vì lúc này mình sở hữu rồi mà. Và bạn không bảo dưỡng, không còn hẹn hò nhau nữa, không còn làm tươi mới mình nữa, không còn dành cho nhau những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ nữa. Nên dần dần mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách. Và đến khi cái sự khác biệt càng ngày càng lớn, và nó đi đến cái sự vỡ vụn rồi. Bạn đi đến đâu? Đi đâu để bảo dưỡng? Và bạn chẳng đi đến đâu bảo dưỡng cả. Bạn chỉ nói rằng bây giờ không hợp nữa, bây giờ ông ấy hiện nguyên hình rồi, bây giờ cô ấy thế này, cô ấy thế kia. Và rồi bạn đưa nhau ra tòa và chấm dứt một mối quan hệ trong đau đớn, trong tiếc nuối, trong vụn vỡ. Nên làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc? Cái điều đầu tiên đấy là bảo dưỡng mối quan hệ. Bảo dưỡng bất cứ thứ gì đều cần bảo dưỡng chứ, và mối quan hệ cũng phải bảo dưỡng. Nếu bạn không bảo dưỡng, nó hỏng. Nếu bạn không đổ nỗ lực vào thì nó không thể đứng được. Bất cứ thứ gì cũng thế, bạn phải liên tục đổ nỗ lực vào, thì nó mới đứng được. Và cái điều thứ hai để mà giữ gìn hạnh phúc, đấy chính là bạn phải luôn tăng trưởng, học hỏi từ tất cả những mối quan hệ xung quanh. Mối quan hệ đến với chúng ta, mục đích của mối quan hệ đến với mình là gì? Là để chúng ta trưởng thành hơn sau cái mối quan hệ đấy, để mình nhìn thấy mình. Ví dụ như này, khi chồng về và rồi anh ý đang ngồi có thể đọc báo hay là xem điện thoại, và mình nói là đi tắm đi anh. Đi ra đi vào, mình vẫn chưa thấy đi tắm. Đi tắm đi anh để còn giặt quần áo. Đi ra đi vào, mình vẫn chưa thấy đi tắm. Ô thế đã bảo đi tắm đi để còn ăn cơm, ai mà đợi được. Mà chồng nói gì nói lắm thế, biết rồi. Và mình bảo tôi nói cái gì, chỉ bảo đi tắm thôi mà. Và rồi gây ra mâu thuẫn. Thế thì trong cái bối cảnh đấy thì mình phải nhìn thấy mình. Trong bất cứ một bối cảnh nào, một mối quan hệ nào, mình phải nhìn thấy mình. Mình hành xử như thế đã đúng chưa? Đã tốt chưa? Đã có thể làm được tốt hơn không? Và mình phải nhìn xem là sự trưởng thành từ cái mối quan hệ này là gì, bài học từ cái mối quan hệ này là gì. Điều đó vô cùng quan trọng để mà có thể giữ gìn hạnh phúc. Nên cái điều thứ hai là sự trưởng thành. Sự trưởng thành từ mối quan hệ. Không phải tự nhiên bạn có mối quan hệ với người này người kia đâu ạ. Tất cả các mối quan hệ đấy đều đang giúp cho bạn học được bài học gì đấy, đều đang giúp cho bạn nhìn thấy chính bạn, đều đang giúp cho bạn trưởng thành. Nhưng nếu bạn không hiểu, bạn không nhìn thấy là ồ, có thể mình nói hơi nhiều thật. Ồ, mình đã không hiểu anh ấy, anh vừa mới đi làm về, có thể anh ấy đang rất mệt. Và anh ấy có thể đang giải trí bằng một tờ báo hay là bằng một vài cái tin nhắn của bạn bè. Thì mình bắt đầu bắt thóp được mình và mình nhìn thấy mình. Và vì vậy cái điều thứ hai, phải liên tục trưởng thành từ tất cả những tình huống, từ tất cả những mối quan hệ xung quanh. Và các anh chị, cái hành trình nó, cô Lanh nói rất kỹ ở trong hành trình Phụ Nữ Tỉnh Thức vào 3 buổi tối hoàn toàn miễn phí cuối tuần, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật. Và cô Lanh cũng chia sẻ tất cả các bí quyết này ở trong cái hành trình đó. Nên hãy bấm vào đường link phía dưới và chuyển đường link đó cho bạn bè của mình, những người thân yêu của mình. Mình có hàng trăm nhóm Zalo, hàng trăm nhóm Facebook, thì mình copy cái đường link này gửi cho rất nhiều người phụ nữ đang cần. Bởi vì không phải ai cũng hiểu được cái điều này, và bạn đang cứu thêm cho một con người, cứu thêm cho một gia đình. Nhất định sẽ có mặt trong hành trình Phụ Nữ Tỉnh Thức. Hãy lên thuyền cùng với cô Lanh để chúng ta có thể kiến tạo một cuộc sống thanh thang trong hành trình cuộc đời này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.